Anh Tư ơi, cái đóng mùn rin mà hôm qua cái chỗ mà em ngồi like anh Tư ạ. Anh Tư biết không? Bên phòng ông nội á. Anh hút hết cho em cái vàng mùn rin chỗ đó ngay chỗ ngồi like thôi nha. Đừng có hút ở bên kia. Đi nghỉ để cho bữa nay chị Thảo Nguyên nó làm trùm dưới này nè. Thảo Nguyên nó lo lắng hết cuộc tình đôi ta ra. Đây lấy cái mẫu này nè. Không mặc đèn hả? Không, không mặc đèn này đâu. Để đóng cái thiết cái cửa này bây giờ nó chói. Nè em lấy cái mẫu này nè. Đó mấy cái mẫu mắt này nè. Em coi cái nè. Nó làm giống như cái niệm nè. Nó có bọc xuống. Rồi hôm qua bộ này cái chị gì lấy nè. Cái chị gì lấy bị trúng mánh này nè. Qua cái chị gì lấy cái bộ này trúng mánh này nè. Cái bộ gì mà em mở bung ra lúc đầu á. Chị gì ngu hiền hay chị gì quên nè. Cái bộ này là 500 ngàn mà ngày hôm qua em bán 300 nè là chị đã trúng mánh nè. Ngày hôm nay về một ít nữa là hết. Em nói với chị rồi nha, cái bì thì nó hơi dơ nha. Cái bì thì nó hơi dơ nè. Nhưng cái niệm ở trong nó rất là đẹp. Tại vì hôm nay quất cái kho này nữa là hết rồi nè. Hôm qua Kiều Diễu còn một kho. Sáng nay ra không còn một bịch mấy chị. Đúng là hàng top luôn á mấy chị. Mà Kiều Diễu hôm qua nó ngon ơi là ngon luôn. Kiều Diễu hôm qua tính ra cái Kiều Diễu xòi á mấy chị. Cho nên ngày hôm nay còn được mấy chục bịch kẹo con ong á. Với lại kẹo 50 ngàn trái cây là chị nào mua để dành tết thì mua ha. Thảo Nguyên đưa hai kia qua luôn coi. Đó đưa qua luôn. Cái này đúng không? Ừ được cái đó rồi luôn. Nè tối hôm qua chị nào chưa. Hello hello. Tối hôm qua chị nào chưa mua quần này thì hôm nay mua nha. Hết rồi đó, một bao này cũng cuối cùng luôn nè. Đây nè. Hôm nay còn một bao này cuối cùng, hôm qua chị gì ta? À, Phương Đô, Phương Đô mà có dấu á. Phương Đô có dấu. Cái đó không dấu. Cái gì ao viết 250 rồi. Không, 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 đừng đổ. Ghi Phương Đô có dấu đi. À, Phương Đô có dấu hai hộp này 100 ngàn. Nè, quần này nè mấy chị. Quần này tối qua chị nào chưa có là Nguyễn Điểm một hộp không? Quần này tối qua chị nào chưa có thì bây giờ chốt nha. Bây giờ chốt nha mấy chị, quần địt bụng ấy. Quần địt bụng mặt đầm nè. Một con là 55 ngàn, hai con thì 100, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 100 ngàn. Một con á thì 55 ngàn, mà hai con thì 100 ngàn. Có màu ruốc và màu đen mấy chị cứ lấy một cặp là cái ruốc cái đen cho em nha. Đó, cứ một cặp gì nè. Một cặp gì nha mấy chị nha. Một cặp gì là 100 ngàn. Ủa sao không thấy ai comment gì hết vậy? Một cặp 100 ngàn. Chốt lệ đi mấy chị ơi. Một cặp 100 ngàn giúp em nha. Ủa sao có 27 người đứng ta? Mạng đứng hay mình đứng nè? Nhận được bộ thể thao nhung đẹp tuyệt vời. Gu của chị mà. Cái đó là gu của chị luôn á. Hỏi nói cũng biết gu của chị. Hai hộp quần lót nha mấy chị nha. Còn cái khăn này là 80 ngàn khăn tắm nè. Bịch này là 80 ngàn nè quý vị. Một cái bịch vậy là 8, à, xin lỗi mấy chị, một cái bịch vậy là 90 ngàn. Nó gồm có khăn tắm, khăn mặt và khăn nhỏ. Một bịch gì 80 ngàn. Đó, một bịch gì là 90 ngàn. Nó gồm khăn tắm, khăn trung và khăn lau mặt ha. Đầy đủ đồ chơi. Ủa mấy chị chấm chấm lên giùm em, ủa sao không thấy comment nè. Comment vô thử đi. Alo alo mấy chị đâu hết rồi. Lẹ lẹ mấy chị ơi. Lẹ lẹ mấy chị ơi. Lẹ lẹ mấy chị ơi. Mấy chị ơi, lẹ lẹ mấy chị ơi. Ra. Ra niệm. Rồi. Mấy chị đâu rồi? Mấy chị đâu rồi mấy chị ơi? Mấy chị đâu rồi? Mấy chị comment lên cho em lên bộ sơ mi cho mấy chị nè, mấy chị đâu rồi? Lẹ đi mấy chị ơi. Có con áo nè, 150 bán xe cho mấy chị, 101 nè, hàng Thái. Hàng này nó út, hàng này đẹp nè. 101 hàng Thái nè mấy chị. 100 xả 101 hàng Thái, em đang ban đêm bao ra nệm như em. Chị Loan, cái ra này là 300 nè chị, có mấy 6 với mấy 8. Ra này 300, cái bịch dơ nha. Em nói là cái bịch dơ nha. Nè chị Loan, nhiều mẫu lắm, chị muốn coi mấy 6, mấy 8, cái này 1, mấy 8 nè. Nó chỉ có ra nệm. Có rin đang bưng rin xuống nè. Nó chỉ có ra niệm và
và cái gì chụp gói thôi, cái gì bọc gói thôi mấy chị. Nhưng mà 300.000 mà hàng này là 780 nha chị Kim Loan. Ra và áo gối. Hàng này thì chỉ hàng này bỏ vô bây giờ. Hàng này có mét 6 và mét 8. Coi thử cái đó một mét mấy vậy? Đó mét mấy à? Mấy cái đó mét 8 á chị Loan, hoặc là chị Loan lấy bộ này nè cũng một mét 8 nè. Em nhận đồ bên giao hàng nhanh rồi chị, cái quần jean đưa chọn size 9 tấc. Em mặc size 35 giao 36 á chị, áo lụa Tommy giống hôm qua chị mặc còn không? Hết rồi chị. Lấy bộ đó chị cho chị Kim Loan Nguyễn ở đây thêm bộ nữa nè chị. Muốn lấy gì lấy nha. Mét 8 300 của chị Kim Loan Nguyễn mở hàng đi. Nhiều mẫu lắm chị. Mua để thay ra giường cả nhà hơi bị đẹp luôn. Ha, chị thích màu sáng hả? Chị thích màu sáng hả? Đây 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 đây. Đây màu sáng đây nè. Màu sáng nè chị, đây nè con đừng đi. Kêu rồi, kêu ngừng rồi. Kim Loan Nguyễn nè. À, lấy tấm ra không được không? Nó cũng bộ 300 mà chị Huỳnh Hòn. Nó cũng bộ 300 mà chế, lấy mét mấy thì em đưa mẫu cho coi nha. Lấy mét mấy em đưa mẫu cho coi. Anh Tư đang đưa quần rin xuống. Nó nặng lắm anh Tư, đi 2-3 bao đi anh Tư ơi. Nè bán con áo cho mấy chị đầu lai 90 nè. Hàng này hàng Thái, vải một trời với một vực nha. Em nói chị, mấy chị là sáng nay tổng cộng 4 biêu hàng. Khách tàu lao. Đúng hết lúc xui khách nó tàu lao. Để chiều nay em đem bột xong, em xong. Đem bột xong nhà. Con này dưới 90kg, 92kg nè. Con này dưới 92kg nè. Bán cho mấy chị 90.000 đi. Có cái kéo hồi nãy đâu à? Mét 8. Chị lấy cái bộ này nè. Chị lấy cái bộ này nè chị Huỳnh Hòn. Nhưng mà cái ở ngoài nó hơi, chị về chị phải giặt nha. Nè tại này nè, nó hơi dơ chỗ đây nè, về phải giặt. Tại vì hàng kho nó mới có giá đây chị Huỳnh Hòn. Nè lấy màu này đi chị. Nhớ là về giặt giúp em nha. Ở ngoài nó hơi dơ. Còn nữa không? Đưa hết xuống luôn anh. Nó nằm bên phía tay phải á. Chỗ em ngồi lai luôn á nha. Phía tay phải nó còn mấy cái quần em để ở trên đó. Đó luôn hả? Anh hút hết xem nha. Rồi anh đi nghỉ đi, sốt. Anh vớt với anh Tư sốt rồi. Chị Huỳnh Hòn lấy bộ này nè. Nè Bi, lấy chị Huỳnh Hòn bộ này 18. Em có một bộ 500 ngàn nữa, chị Kim Loan muốn coi không? Bộ 500 ngàn nữa. Chị ơi, chị Công ơi, chờ em chút xíu nha chị Công. Hai bộ đi rồi. Chị Huỳnh Hòn có lấy thêm bộ 500 ngàn không? Bộ đó 300 ngàn. Bộ đó 300 đúng rồi. Nè. Ủa, mấy màu đẹp không? Mấy 8 không? Hết rồi. Bộ này mấy 6 mà đẹp ghê mấy chị. Em đang kiếm bộ mấy 8 cho chị Huỳnh Hòn. Cái này mấy 8 nè. Nè chị, em nói chị xuất sắc luôn. Hai bộ 600 nè chị, đẹp không? Xuất sắc luôn nè. 1m8. Nè lấy khăn giấy lau cho cô Huỳnh Hòn bỏ vô nè. Lấy khăn giấy lau bỏ nè anh Tư à. Chị Công đợi em tí xíu nha. Hai bộ 600, dạ ok rồi, đi nghỉ đi anh. Hai bộ 600. Ô, Bi ơi. Bi, đưa cái kia qua cho chị ơi. Chị Công đợi em khoảng cỡ 50 phút nha chị. Em lên rin cho. Đây nè, hôm qua chị nào chưa có kẹo 50. Trời má ơi, sao ghê quá vậy trời. Hôm qua mà chị nào chưa có kẹo 50 ngàn nha. À, trái cây sấy hay cái gì vậy, đại khái không biết. Nó là trái cây sấy hay kẹo gì đó sấy vậy không biết. Nhưng mà nó có ba vị mấy chị. Một cái là trái Việt Quốc ha. Một cái là trái táo. Và một cái còn lại là cherry nha mấy chị nha. Cái còn lại là cherry. Cherry đâu rồi? Tại vì đâu có còn hàng đâu mấy chị. Không có còn hàng. Cho nên trên kho còn mẹ gì là em hút về ở đó hết trơn á. Ông kho nó còn gì là em hút về hết trơn hết rồi. 50 ngàn một bịch.
Ủa bây giờ em mới thấy táo với Việt Quốc rồi mấy chị. Em mới thấy táo với Việt Quốc rồi nha. 50 ngàn bịch. Còn cái kẹo dẻo con ong thì là 90 ngàn. Trời ơi ngon lắm mấy chị, nó có cái gì? Nó có cái nhân ở giữa, cái nhân siro ngon lắm. Nó có cái nhân ở giữa siro rất là ngon nha mấy chị. Tranh thủ chốt ha. Còn kẹo này là 50 ngàn hộp nè, đó. 50 ngàn hộp mà có mấy màu nè mấy chị. Màu xanh nè, màu tím nè và màu hồng ha. Mấy chị mua để dành Tết đi nha, cái hàng giờ nó hút lắm. Hàng ở đây đây, có cherry nữa nè mấy chị đây. Kẹo này 50 ngàn mà có cherry nữa nha. Ngon mấy chị ơi. Nó giống như trái cây sấy á. Hồi bữa chị Thao Nguyễn hỏi quá trời luôn nè. Nó là giống như trái cây sấy á mấy chị. Đó. Cho chị Thao Nguyễn nè. Riêng cho chị Thao Nguyễn 6 bịch đi. Vải ghe loại khác vậy. Mấy bịch rồi. Riêng cho chị Thao Nguyễn Bến Tre 6 bịch nè. 6 bịch của Thao Nguyễn Bến Tre nè. Đưa cái cầu bộ, đưa cái bộ 500 ngàn. Đưa cái bộ 500 ngàn nè. Đưa cái bộ caro nè. Đây nè chị Loan. Kẹo dẻo 90, kẹo cherry. Lấy cho chị bịch kẹo dẻo 90 với bịch cherry hả chị Ngô Tú Linh. Kẹo này mua đại Tết nha chị nha. Đó. Bộ sau lưng chị bao nhiêu? Bộ sau lưng chị bao nhiêu là bộ nào chứ? Là bộ nào chứ ơi? Huỳnh Huyền là cái nào Huỳnh Huyền ơi? Một bịch 90 với một bịch cherry nè. 90 với 50 của chị Ngô Tú Linh nè. Nè. 90 với 50 của chị Ngô Tú Linh nè. Đây nè chị Kim Loan. Đây. Bộ đây là bộ 500 nè. 500 nó có giá của 500 nha chị. 500 có giá của 500 ha. Ba bịch ba thứ 150, 500 có giá 500 được chị Kim Loan. Được. Chị lấy cái bộ này cho em đi. Bộ này mét 8 phải không Út? Trời ơi chị ơi, em nói thiệt với chị nha. Em nói thiệt với chị là một trời với một vực luôn. Trời ơi. Em nói thiệt á, hơi bị đẹp luôn, vải mịn. Ơi bộ này mét 8 còn để chuyện bộ đó. Bỏ lên ghế bộ. Đưa cái bộ này chị dùng mà đưa cái bộ trong bịch cho nha chị. Cái kia kia kia. Cái kia kia màu nữa nè. Đúng nhau. Cái này mấy 6. Cái này mấy 6. Ờ mấy 8 nè. Mấy 8 nè chị. Ở trong á nha mấy 8. Đâu bỏ cái ấy ra của. Bỏ cái chị Kim Loan ở đâu. Kim Loan Nguyễn đâu. Nè bỏ cái này 500 nè. Bộ cái này 500. Có bộ mấy 6 rồi Hiền ơi. Bộ Burberry và caro đen à. Bộ chín tóc sát nách nha chị đẹp. Ủa nãy giờ lên nào mà bộ chín tóc sát nách chị bà nội. Burberry và caro đen là cái nào ta? Ở này sau này hả? Đưa hết hàng sale lên đây Út. Đưa hết hàng sale lên đây. À, 3 bịch 150 của ai vậy? Không nên ở dưới này đơn. Để nè. Từ từ em. Dạ đổi chị 500 này nè. Cô bé mộng mơ 3 bịch 150. Dạ ok chị. 3 bịch 150 của cô bé mộng mơ nè. Được coi nè. Khi theo Nguyễn, chị Nguyễn giá thiếu dấu nờ về. Thiếu dấu, dấu Nguyễn á. Chị Hoa Quỳnh. Chị Hoa Quỳnh là con ong nè. Cherry nè. Việt Quốc nè. Dạ con ong là 90 ngàn nha chị. Ha. Chốt cái đang đeo nha. Bé mập cho tán ở bên đó sốt và còn quậy nha. Nè. Con ong này là 90 ngàn của Hoa Quỳnh nè. À, cherry là trái này phải không chế. Cherry nè phải không. À, Việt Quốc là trái này phải không. Nè hai bịch này 100 ngàn nè. Hai bịch này 100 ngàn. Bịch này 90 của chị Hoa Quỳnh nè. Xin địa chỉ số điện thoại. Có 1m6 à. Bộ ra niệm á chị Phương ơi. Trời ơi bộ ra niệm à. Cái bộ 300 á là shop bán 780. Còn cái bộ 500 là shop bán 1.1 triệu, 1.2 triệu gì á mấy chị. Vậy thôi Quỳnh Trâm xin địa chỉ số điện thoại. Đây là bộ sale rồi. Bộ này bộ sale nè mấy chị. Bộ này size 70-80kg. Bộ đây bộ sơ mi. Thôi còn bộ bán mấy chị 120 luôn ha. Bộ sơ mi 70-80kg. 70-80kg bán sale mấy chị 120. Đẹp không? Đấy. Chị nào 72-82kg cũng được nha. Cái bộ mà em nói mấy chị, cái bộ 500 nó đẹp lắm luôn á. Thật sự.
Cherry và Việt Quốc có đào nữa nha mấy chị, có đào nữa ha. Cherry và Việt Quốc nè, bữa nay nữa là hết rồi đó. Cherry Việt Quốc 100.000 của Nguyễn Hương nhà bè nè. Nguyễn Hương nhà bè hai bịch nè. Khách cũ Như Hoa thành phố vô món. Cảm ơn chị Hoa Quỳnh. Cảm ơn chị. Còn bộ khăn đây là một cái khăn tắm nè, một cái khăn, một cái khăn vừa lau chim, lau gì cũng được, và một cái khăn lau mặt đó. Một bộ, một bộ hình như ba cái. Ba cái hay hai cái gì vậy mấy chị, chưa mở ra nữa. Đó. À, lấy bố ra 1m8. Chị cô bé mộng mơ giờ thấy bộ đó kìa, 1m8. Đây 1m6 nè. Đây 1m8 nè. Đây 1m8 nè chị. Trời ơi em nói thiệt với chị, về mở ra đi. Mở ra chứ tiếp. Em mới mua hả? Ba bịch đi cô yêu. Cho Nghĩa ba bịch đi cô yêu. Nghĩa mặc rồi, Nghĩa ăn bánh chi nữa. Đây nè. Cô bé mộng mơ 500 nè con. Cô bé mộng mơ 500. Nè. Của Nghĩa nè phải không? Của Nghĩa ba bịch nè. Nghĩa lấy thêm cái này nè Nghĩa. Để dành bãi Tết nha. Nè của anh Nhân bè nổi ba bịch nè. Nghĩa lấy bộ bịch kẹo dẻo nè Nghĩa ơi. Nghĩa lấy bịch kẹo dẻo cá nhân nè, 90.000. Kẹo dẻo con ong nè. Kẹo này thì 50.000 hộp nè. Đó. Kẹo này thì 50.000 hộp nè. Ờ à, bộ 120 phải không? Bộ 120 size dưới 82kg nha chị Ngọc Tân. Cho em mét 6 cũng được. Em lấy loại 300 hay loại 500 hình hiền. Ồ đợi chị em chút xíu. Ngọc Tân nè. Cho cái bút lông ha. Ngọc Tân nè, bi ghi Ngọc Tân nè. Cho nó lột màu dữ ta. Có bút lông mới chưa vậy? Có. Chị ơi, trên này có cái hộp bút lông á, chị bán cho em. Quăng hết mấy cái bút lông này đi. Nay Nghĩa dưỡng eo ốm rồi hả? Nghĩa tào lao uống chích mè. Ngọc Tân đợi đây đây Ngọc Tân nè. Ngọc Tân 120. Em muốn lấy ra 300 hay là 800? Này Nghĩa dưỡng yêu ớm rồi. Nghĩa có lấy kẹo này không? Hay là Nghĩa lấy cái này, là cái này ngon nè Nghĩa. Cái này 90.000 nè Nghĩa mập ơi. Cho xem hai loại hình thì. Giờ thực sự là cho em xem để em coi hình thôi. Cái thực sự em không có cầm được cái chị lấy 300 cho em coi nha, đợi chị chút xíu. Nè em còn con sơ mi nè. Thôi bán mẹ 100.000 đi. 150 bán mẹ 100.000 đi ha. Con sơ mi này size nhiêu? Ôi mai hàng về dần hợp đồng nha. Con sơ mi này size dưới 90kg nè nha. Con sơ mi chờ neo này size dưới 90kg nha. Em tin hả chị ạ? À? Em tin là chị cho em coi cái niệm cái ra 500 đi. À, Tết năm nay cô Yên về ăn tôm hùm hả? Nha. Cho con bịch kẹo đi. Trời quá đất nha Nghĩa. 90.000 của anh Nhân về nổi nè con. Nghĩa quá trời đi nha Nghĩa nha. Ờ bạn mập mập mà bơi bơi á. Đây chị Thi, đây chị Thi vợ Thi Bùi ơi. Cái này là kẹo dẻo con ong nè. Mà em nói mấy chị hàng tối hôm qua chiều qua em ra lấy mà sáng nay kho hết rồi mấy chị. Kẹo dẻo con ong ở trong cá nhân. Út lên mở cái cửa phòng bên phòng chị á. Lấy ra các cái kẹo ở dưới đất có kẹo dẻo lẻ xòi với kẹo ong này lấy xuống. Kẹo này là kẹo dẻo mà ở giữa cá nhân nha. Còn kẹo này kẹo hũ thì 50.000, kẹo cứng 50.000 hũ nè. Đó 50.000 hũ ha. Còn cái đây là nè. Còn cái này là Việt Quốc nè, trái giống như trái cây sấy mà trái cây sấy dẻo á. Việt Quốc nè, à, trái đào nè. Và một cái nữa là trái cherry nè mấy chị. Ừ, cái này em không biết ăn nên em không có mở được. Rồi em có mấy con áo Burberry, áo sơ mi nè. Một kẹo con ong của Nguyễn Hương nè. 90.000. Con em đã biết, biết mày ghi rồi nè. Mấy cái biết con mò quăng ra ngoài đường hết đi bây. Nè em có mấy cái con áo sơ mi Burberry nè mấy chị. Con này thì dưới 78kg nha. Con này dưới 75kg đi. Bán mấy chị 90.000 cho hết hàng. Em còn hai con dưới 79kg. Hai con dưới 77-79kg. Và một con dưới 90kg. Số 2 nha. Chị nào chốt con này thì chốt giùm cho em. Nè tặng cho cô Nghĩa nè. Để kiếm gì tặng cho cô Nghĩa nè. Tặng cho cô Nghĩa hủ kẹo nè. Nè cho anh Nhân bè nổi ghi chữ tặng đi. Tặng cho anh Nhân bè nổi đi. Hôm qua dạy cái kẹo cho kẹo dẻo một bịch 90.000 nè. Ơi sao con bỏ trong bịch bóng gương, sao con ghi trên hủ kẹo đây đây đây. Con ghi hủ kẹo sao ta trưng được con.
Lỡ rồi ghi trên kia đi. Anh Nhân bì nổi đựng kẹo con. Dạ dưới dạ ok chị Trương Thị Liên. Làm gì bữa nào em? Đợi anh chút nha, hai bịch kẹo con không? Mua chứ ngày mai ngày mốt em sợ hàng nó không về, năm nay cấm biên. Dân tình khó khăn còn cấm biên nữa. Sơ mi 90 ngàn phải không Trương Thị Liên? Đi đăng ghi của ai à? Trương Thị Liên này nhắn tin xin địa chỉ số điện thoại đi. Nè số 1 của Trương Thị Liên 90 ngàn nè. Đâu cái mấy cái bịch dưới đất á mở ra ăn rồi á. Mấy cái bịch kẹo dưới đất mà mở ra ăn rồi á. Ra cái bút lông nữa. Để em mở ra. Mới quăng một cây mới này. Hai bịch kẹo con ong của cô Thi Bùi nè con. Con mở vô hết đi cô Thi Bùi, hai bịch 180 ngàn nha. Thi Bùi, ừ. Gây 180 ngàn rồi bỏ hai bịch vô. Đúng rồi, quăng quăng bên đây từ từ chị Bi làm bill sau. Trương Thị Liên nhắn tin cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Trương Thị Liên nhắn tin cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Không chưa mấy chị em lên riêng nha. Em lên riêng nè. Bộ này cũng sale nè mấy chị, bộ này sale luôn ha. Bộ này sale 120. Cô bé Mộng Mơ nãy giờ có bịch kẹo con ong chưa con? Chưa nha. Nguyên ơi, cô bé Mộng Mơ có bịch kẹo con ong chưa? Nè con ghi cho cô bé Mộng Mơ 90 ngàn nè. Em còn bộ 70 đến 80 kg nè mấy chị. Em còn bộ 70 đến 80 kg nè. À, bộ này sale cho mấy chị 140. Mới bằng cái chân váy quần thôi. 70 đến 80 kg nè. Ăn thử kẹo này đi. Hôm qua nè, lấy được thùng sáng nay sạch sẽ luôn. Mà còn đâu, hết sạch. Nè, bộ này có chung ở giữa cho nên mấy chị đừng có sợ chọc nha. Đây, bộ caro 140, 70 đến 78 kg. Bộ này xe mấy chị 140. Xe mấy chị bộ caro 140 nội cái chân váy quần không cũng đủ tiền ha. Nội chân váy quần không cũng đủ tiền nữa. Không mày lên nguồn rinh nè mấy chị ơi. Chốt giùm em bộ caro của Thái Hiền. Thái Huyền nè con ơi. Ghi dùm Thái Huyền 140 con, ghi trên bịch luôn. Qua ngay đó cho chị Bi xử lý. Caro của hoa hồng trắng nè. Dạ ok, chế hoa hồng trắng nè. Hoa hồng trắng 140. Mới bằng tiền ở chân váy quần này nha. Bộ caro có thử còn bộ nào ốp hết rồi không? Caro cắt lấy rồi mấy chị ơi. Hết rồi. Lấy cho chị bộ mấy sáu rồi. Ủa, bộ mấy sáu mà lòi ra 500 á. Đó, cái đó mấy sáu đó. Cái này mấy sáu à. Có một cái bộ mấy sáu mà giống như hồi nãy chị cầm á. Đừng lấy màu này. Màu này giống như hồi nãy chị cầm đưa. Màu này sau á. Nhưng mà lấy hai cái áo gối biết rồi. Lấy hai áo gối chị cho nó có cái form rồi. Đây là bộ, đây là cái bộ nè. Caro hết rồi. Sát sát lắp chín tóc hả? Để suy nghĩ thử, để suy nghĩ thử. Đây là mấy chị, đây là cái bộ. Cái bộ ra 500 nè, đẹp không mấy chị? Nhưng mà vải kinh dị lắm. Phi lụa nhập mà của Hàn Quốc. Con Út nói cho em không có nói nha. Đó, đưa cái bộ này mấy sáu nè. Bộ này hãy lên mấy sáu á. Nó sửa rồi á. Bộ này một mấy sáu nè em. Nè, bộ mấy sáu mở sơ sơ cho coi thôi nha. Chứ mở nhiều quá chị không biết. Chị không biết mở vô. Nhớ là cái bịch ở ngoài nó hơi cũ nha. Nè em lấy bộ này nè em. Nói thật sự luôn á, đụng vô không có diễn tả được là nó là cái vải gì á. Nhưng mà nó mịn mà nó mát mà nó đã nó bỏ vô như thế này không. Lấy ba bịch kẹo ba loại Việt Quốc nè. Có lấy kẹo ong không vậy? Cherry nè. Và đào. Thanh thảo nè. Thanh thảo ba bịch nè con. Thanh thảo ba bịch 150 ngàn. Rồi mấy chị ơi có ở đây không để em lên quần rim. Cái hình hiền cái này là 500 nè. Cái chị mới đưa lên em là 500 á. Hồi em muốn coi mấy 6-300 mà chị cho em coi 1-2 mẫu. Để kiếm mấy 6 rồi nha. Cái bịch ở ngoài hơi dơ nhưng mà em tháo ra để em đưa cái lớp bì bóng vô thì nó không đẹp. Cho nên về đi rồi mấy chị xả ra mấy chị giặt ha. Nè, cho em coi bộ 300 nè. Nhưng mà chị Yên thì muốn lấy đây. Đây nè, một vài mẫu cho em coi 300 nè. Đó, 300 nè, 300 hoa tím nè. À, cái này là 300 hoa tím. Đó, chị vô đây. 300 hoa tím nè. 300 hoa tím nè.
Thì giờ đưa mẫu lên cho em coi thôi. Nè, mét 6 nè, 300 hoa đỏ nè, 300 hoa đỏ. Rồi thôi coi nè mấy chị, mấy chị coi nè. Sung sướng luôn á. Bộ này là ở ngoài đó bán là, nó thấy nó để là 780 mấy chị nha. Bộ đó em thấy nó để là 780. Này nữa nè, coi lộn bịch nha. Coi lộn bịch, coi lộn bịch nha. 1m8 có chị Nguyên Phạm. Trời ơi, nói nghe nè, mua mấy cái này đi, cho xem mẫu mít 8 500 à. Thôi thử mít 8 500 còn bộ nào không Út? Để lại một bộ cho chị dùng anh. Mít 8 500 còn bộ nào? Bộ này mới đẹp. Bộ này là dùng từ đỉnh đây này nè Út, bỏ cái này vô. Bộ 300 nó không lộn. Bộ mít 8 này 500 nè nha. Em mở sơ sơ ra nha chị Hoa. 300. Bộ 300 mít 6 có tự có màu xanh dương không Út? Đây nè chị ơi, chị về chị coi cái form đi rồi chị khoái. Về chị coi, ủa xong rồi hả? Chị về chị coi cái vải đi rồi chị khoái. Chị gì qua này, chị Thanh Hoa, mấy tám còn bộ đâu nữa không? Còn cái bộ của chị ha. Em lấy bộ nào? Còn không đưa cái bộ chị 300 màu xanh dương có không? Bộ này bộ mấy tám nè chị, bộ chữ là bộ mấy tám nè. Mấy xấu á, chứ không phải sửa đâu, này mấy xấu á. Vậy lấy cái bộ chị đưa cho chị Thanh Hoa. Qua coi thử mấy xấu có màu nào xanh dương không? Thôi lại con coi thử. Đây nè chị lấy cái bộ của em nè. Chị Hoa ơi, chị lấy cái bộ của em nè. Ủa bộ đây có áo gối chưa vậy? Áo gối rồi. Chị Hoa lấy cái bộ này của em nè chị. Chị Thanh Hoa lấy cái bộ 500 này của em nè chị. Lấy cái bộ này 500 của em đi. Ok không? Nè, lấy bộ 500 của em, bộ ngựa đi. Này chị ơi, lấy bộ 500 đi đi chị Hoa. Ok thì quất đi chị. Lấy bộ này đi. Bộ mấy tám nhiều lắm nè. Có cái bịch trong cho chị Thanh Hoa. Được, bộ này nữa. Nè, cho chị Thanh Hoa. Mấy sáu hả con? Em ơi, em mấy sáu đâu rồi? Em Huỳnh Huyền ơi, chị Nguyên Phạm đợi em tí nha. Đợi em tí, em lỡ tay một cái. Mấy chị đừng có bỏ đi nha. Nè em lấy bộ này được không Huỳnh Hiền? Lấy bộ này được không? Bộ xanh Mickey 1m6 nè. Xanh Mickey 1m6 nè em. Bỏ vô đi con. Xanh Mickey 1m6. Xanh dương. Hoa không, nè chị cứ nào xanh xanh là chị đưa lên cho em nha. Em lựa nha. Hoa 1m6 nè em. Đó. Còn màu xanh không? Còn mà sao màu xanh 1m8 không? Để chút nữa hai bao kia. Chị muốn lấy màu xanh hả? Để chút nữa hai cái bao kia nó chở tới em coi thử còn không nha chị. Chứ cái này là hết rồi. Cái bộ hồi nãy em đưa chị cũng đẹp lắm á. Nè. Mày hả? Cho mấy đứa nhỏ quá. Nè bịch này của ai nè. Rồi bỏ cho chị Thanh Hoa đi. Thôi lấy cái 500 đầu tiên chị đùng mấy giờ 500 đầu tiên mấy sáu lại nè. 500 đầu tiên mấy sáu Thanh Ngọc nè. Là cái này đúng không em? Là cái này đúng không em yêu? Này là bé lùng nó thấy là nó thích gớm lắm. Là cái này đúng không em? Nè 500 ngàn của bé Huỳnh Hiền nè. Quần rin dạ chị tháo à, chị tháo gỡ ra. Không phải, phải cho coi mẫu chứ. À, còn một mình dạ chờ cho em 2 phút nữa nha chị Công. Cho em 2 phút nữa. Em cho chị Nguyên Phạm coi mấy tám mà. Mấy cái này mấy sáu không Thảo Nguyên? Rồi mấy sáu con cho Út mấy bộ lên mấy tám ấy. Mấy tám 300 nha. Đây mấy tám 300 nè chị Nguyên ơi. Mấy tám 300 mẫu đầu tiên nè. Mẫu đầu tiên là mẫu hoa tím này nha. Mấy tám. Đó chị gì đó, chị gì 500 á đủ. Chị gì quên, Huỳnh Hiền á. Huỳnh Hiền. Cái đây mét mấy hả Út? Mét 8. Bỏ vô ghi giùm mày. Ủa cái bộ của Thanh Hoa đưa ra chưa? Đang gấp. Trời ơi lè đi mẹ. Trời ơi nó trơn, mát quá nó cứ trơn.
Bộ này mấy tám em mấy tám không? Em kiếm có cái bịch đó không? Em bỏ vô em ghi giùm chị mấy tám chứ không hồi chị biết bán sao luôn á. Có bịch này đó không? Bộ bịch một đống đó mình ha. Nè 1m8 nè chị, 1m8 sọc nè. 1m8 caro nè chị Nguyên Phạm, đẹp không? 1m8 caro nè. 1m8 màu xanh ngọc nè. Dạ, này lấy bộ này nè chị. Đó chị Nguyên lấy mẫu này thì lấy nha. Bộ này đẹp nè chị Nguyên. Này. Bộ lá nè. Chốt giúp giùm em bộ lá, bỏ bộ lá vô đi con. Bộ lá đẹp nè chị. Ra 180-300 mẫu đầu tiên nha, ok chị. Mẫu đầu tiên là cái mẫu hoa này em gỡ ra nè, đúng không chị? Cô bé mộng mơ. Hơi bụi nha, em nói mấy chị ha. Hơi bụi nhưng về giặt đi, rất là đẹp. Đó. Của chị Thanh Hoa nè. Ghi Thanh Hoa 500 hay không? Cái này ghi cô bé mộng mơ trước nè. 300 rồi. Thanh Hoa 500. 300, đúng rồi. Thanh Hoa 500 nè. Ghi Thanh Hoa 500 đi. Ủa bịch ở đâu mất hết rồi ta? Bịch gì? Bịch đâu? Em lấy cái bịch trắng ấy kìa. Em bỏ vô em ghi 180 ở ngoài đi Út. Đó, bỏ vô đó nha. Lấy bịch bự hơn. Lá của chế Nguyên Phạm nè. Rồi, lá của chế Nguyên Phạm coi lâu sơ đi con. Chút mình xuống lấy khăn lâu sơ cho mấy cô ơi. Rồi lên quần riêng nha mấy chị nha. Lên quần riêng. Chị Nguyên lấy thêm bộ này nè chị Nguyên. Chị Nguyên lấy thêm bộ này nè chị. Thiệt luôn á, lấy thêm bộ này đi chị. Đẹp quá trời luôn. Chốt giùm em bộ xanh ngọc đi ha. Bỏ giùm vô chốt đi con. Chốt giùm vô cho em bộ xanh ngọc đi. Rồi lên rin nha. Vẫn là rin hàng xúc. Mẹ em nói với mấy chị ha. Rin hàng xúc á, nó khác một trời với một vực so với rin hàng xưởng. Nó nằm ở giá 280 nhưng mấy chị nên nhớ, rin hàng xúc mấy chị giặt một năm mấy chị cũng chưa biết là cái quần đã mặc rồi. À, lên riêng hàng xuất 300 á Huỳnh Hiền. Nó có size 1m8 với size 1m6 nha. Em lấy cái gì thì chị kiểm tra cho em. Xanh ngọc 300. Mày đợ. Chị thích màu xanh, nếu có màu xanh đổi giùm chị. Dạ để chiều có thử hàng về có không nha chị. Hàng về có hay không. Em có màu đỏ 300 nữa. Cái bộ em nhường cho chị Hoa đó. Chị về chị trả cái niệm ra, chị trả cái phòng đi. Rồi chị thấy về chị thấy một trời với một vực. Rồi lên quần nha. Đây là con sọt riêng nè. Thôi về trên tuyển rồi đợi rồi. 70 đến 85 kg. À 75. 75 đến 85 kg. Con quần riêng co giãn hàng xuất 220. Con quần riêng co giãn hàng xuất 220 nha mấy chị ơi. 220. Ủa có lấy mền không? Có. Mền 250 nha mấy chị. Mền là 250. Chị nào lấy thì em đưa lên chứ không khui ra được. Ở trên phòng em lên phòng em lấy ấy chị ơi, lên phòng em lấy còn cái mền tối qua chị bung sau lưng chị ngồi livestream á, cái mền á, cái mền vải mịn lắm, mịn hơn tất cả những cái loại mà mền mà em đang mịn con cái à, cái đó khui ra rồi, tại khui coi chất lượng vải ấy, khui coi chất lượng vải mới lấy hàng á. À chị Công ơi, chị đã eo chưa? Quần này quần sọt nè, mà con này không co giãn. Mẹ mấy chị biết con sọt nào mà không co giãn thì con đó. Chị coi chụp hình qua chưa, chụp hình qua là ship rồi á chị Bạch Yến. Chụp hình qua rồi là ship rồi, chị coi chụp hình qua chưa. Rinh dài chị ơi, dạ đây nè, em đang lên luôn một lần nè. Con này thì khoảng cỡ 70 kg, nhưng rinh này không co giãn 220. Ồn dữ đi trời. Rinh dài. Rồi em rút chị. Em đụng vô con nào cho hai con nó nè chị. Chưa chụp hình luôn. Chết mẹ. Chết mẹ. Đây mấy chị. Nè. Con này là khoảng cỡ 70 kg ha. Con này eo nhiêu? Eo con này 79-84 nè. Con này eo 79-84. Con này là quần ống bóp nha. 280. Nè mấy. Bộ mềm không? Hả? Nè mấy chị, chân nè. Chân nè mấy chị. Ha. Chân này là 250.000 đủ màu luôn. Đủ màu. Nguyễn Hương lấy cái rim ngắn nè. Đưa mấy cái rim lại chị.
lấy cái riêng không có co giãn mà phơm đẹp cho chị Hương nhà bè nè. Hương 220. Nguyễn Hương 220 dưới cùng mà con thấy không? Bây giờ gặp cái này 280 cho chị ở đây. Gặp thôi. Ừ. Gặp đây chị xả cái quần này. Có đen không em? Dạ đợi chị. Đợi. Có con đen này nhưng mà hơi rộng so với chị. Có con đen này nhưng mà phải size 75kg à. Em có con quần rin không rách nè. Mấy chị coi cái form nè. 75kg. Con này á. Con này 75kg nha. Chị nào đúng 75-76kg thì hốt con này. Con này không co giãn. Ấy lộn, con này không có rách lộn. Ồn quá. Tuyển vô khu cái này cho nó lấy hàng mà nó về đi. Tuyển nó không mày ngồi mày chờ tới chiều luôn á. Quỷ đi nó ngồi là mày chờ tới chiều luôn á. Chắc làm đôi ra. Chắc là giữa ra. Quần không co giãn nhưng mà form rất là đẹp chị Hương. Chị tin em đi, cái quần rinh nào mà không co giãn á là quần đó form lên cực kỳ đẹp. Quần này có co giãn nè. Quần này có co giãn, chị muốn đổi qua đổi cái này nè. Nó quần này có co giãn nè. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Quần không co giãn. Lên tiếp nha mấy chị. Số mẫu bên này là rất ha. Dạ con này eo 100 nè. Con này eo 100 mấy chị. Đẹp không? Rồi. Mấy chị mà thấy cái màu mền mấy chị mê luôn. Con này 100 nè. Này 100 ngàn nha mấy chị, có co giãn ha. Con này 100, eo 100 280 ngàn. Mấy chị chốt giùm em quần eo 100 nha. Quần eo 100 mấy chị. Quần này eo 100. Trời ơi, mấy cái con mà hàng xúc đó mấy chị thấy vậy chứ mà lên form đẹp lắm. Đẹp gấp mấy lần hàng xưởng. Đây tiếp tục nè mấy chị. Con này là rách nè. Con này rách mà ở sau lưng có rách túi nè. Con này eo 90 tới 97. Con này eo 90 đến 97 nè. Mấy chị ơi, con này eo 90 tới 97 mà mấy chị coi độ coi giãn nè. Con này nếu mà đúng của nó là 80kg. 80kg con này ha. Con này 80kg nè. Eo 90 đến 97 khoảng cỡ như vậy. Này có lên áo khoác không chị? Ồ chắc tối đó Thanh ơi. Con này không co giãn nè. Con này còn cỡ 65kg. Chế nào mua thì chế nào mua con này á thì em sell cho mấy chế. Một quà 150 ngàn. Con này sọt rim này dưới 90kg. Sọt rim đó. Sọt rim sơn. Chốt giùm em sọt rin sơn ha. Mấy chị ngồi đi em lên nguồn rin cho chị Công lựa xong em lên xả xét cho mấy chị ha. Em xả xét cho mấy chị. Kiếm cái bill của chị gì? Bạch gì á? Bạch Yến. Ừ. Để lấy ra là chút nữa làm nha. Còn không chút làm xong rồi nhắc chị làm bill của chị Bạch Yến. Tối qua anh Phúc cũng làm bill Bạch Yến không biết nữa. Em có một con chín tóc rách. Em có một con chín tóc à, không con này con dài mà dài rách mấy chị. Con này thì còn cỡ dưới 70kg nha. Dài lông chuột rách. Mấy cái này hàng xuất hết á. Mấy con này là hàng xuất hết nha mấy chị nha. Hàng xuất 280 đồng giá. Hên quá. Út nó đụng vô lại. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Con này eo 92 đến 96 nè. Eo 92 đến 96 à, eo 92 đến 96 đồ co giãn là hơi bị đỉnh. Vậy á chứ like mấy chị không ấy đâu. Em mặc lên là mấy chị hỏi liền thiệt. Em mặc hàng này lên là mấy chị hỏi liền luôn. Này tiếp tục nè mấy chị. Con này không co giãn nhưng mà con này hơi bị đỉnh. Con này còn cỡ 65kg thôi. Nè mấy chị coi cái túi sâu nè. Con này không co giãn nhưng mà con này hơi bị đỉnh. Con này eo bao nhiêu? Con này eo chốt cho em là eo 80 đến 82. Eo 82 á. Chị nào chốt eo 82 thì chốt lên giúp giùm em eo 82 ha. Eo 82. Con này eo 92 đến 98. Con này có co giãn nha.
con này eo 92 tới 98 zin bạc. Zin bạc. Zin bạc eo 92 tới 98. Hình hiền con nào em? Cái con nào? Em hỏi con nào? Hỏi con nào em? Cái con quần rin sau túi đất đó hả? Em thường mặc quần size 3 riêng bạc á, cái này nó không có size 32, 33 gì đổ thanh, mà cái này là chị phải đo theo eo, hoặc là em phải tự coi size á chị. Mà eo của chị đổ thanh thì khoảng bao nhiêu, quần kia size 33 là eo của chị khoảng cỡ 90 ấy đó. Đây nè, em lấy cái này là hình hiền, em lấy cái con này nè hình hiền. Đây nè, em lấy cái con này nè hình hiền, mà về mày mặc con này đi. Về mặc rồi đừng có mê nha. Về mặc ha. Chị nói với em nghe, cái form này với cái form size 32 á, nó một trời với một vực. Thằng này một trời nè, thằng hàng xưởng là một vực. Chị mà 10 cái quần rinh của chị toàn hàng xuất không? Hôm qua chị ngồi live chị cũng mặc cái quần hàng xuất đó. Nè lấy cái con này nè hình hiền 280. Ok thì báo lên nha. Cái quần này nó không có 32 nha chị con. Nó không có 32, cho nên chị coi thử là eo mình bao nhiêu. Đó, em lùng tăng lên 2 like, 1 like là đẹp. Rin nào nó cũng một size nữa thôi. Quần này eo 100 nè, quần này khoảng cỡ 80kg nè. Quần này khoảng cỡ 80kg nè mấy chị. Eo 100. Chị hãy qua cả con mưa nước không hết được. Kìa. Like tới chiều luôn cũng được. Cái con eo 100 này bà Lê Trúc về bà mặc sướng luôn á nè. Gỡ mặt ra Lê Trúc Thảo Nguyên, lấy cái con chân váy quần màu đen trong cái bịch đó, chốt cho Lê Trúc luôn 150.000. 280, tháo mặt ra. Với cái con đen nữa cho 150 của Lê Trúc luôn, đúng không? Xe tới nhận hàng chưa? Nhận đi rồi má, nhưng mà nó không biết tính ship nhiêu á, cho nên con kêu về bà Tám cả. Đợi con kêu về má cả. Cho út một cái quần mặc váy đi. Cái quần mặc váy đâu rồi? Nè. Cho một khăn đấy thôi. Quần ai chưa có thì chốt nha. Nè khăn này lấy màu đó đẹp nè. Nè quần nè mấy chị không có quần size em thì đổi đồ khác được không? Được chị Thanh. Được. Qua giờ mà gì tại chị khách mới, qua giờ gì chị mà em phải live ring miết luôn á. Hiểu. Chứ không là em lên đồ khác chị cứ lựa đi rồi em trừ cho cái nào em không có sai đổi, em cho chị lựa đồ khác. Nè, quần nịt bụng nè mấy chị, đã không? Trời ơi, quần ghen mặc cái váy mà nó có cái phần trên nịt bụng nè. 55.000 một cái, hai cái 100.000. Nè, không mua đừng hối tiếc nha, tối hôm qua mấy chục quần mà bán không đủ rồi đó. Em nói mấy chị là mặc hơi bị sướng luôn nha. Mặc sướng hơn đi mua qua chơi luôn. Đây mấy chị, 100.000 hai quần, 100.000 hai quần. Nghe lẹ đi mấy chị, lẹ đi, chị cứ mua đồ khác đi nha chị. Đây có lên áo khoác không? Có hay không? Để trả lời có hay không quên mẹ. Ngô Tú Linh hai cái nè, Ngô Tú Linh hai cái nè, hai cái của Ngô Tú Linh con. Nguyễn Hoa nè, để em coi thử còn nhiều ít nha. Tại vì còn không có nhiều á. Nguyễn Hoa hai quần nè Bia. Nè Nguyễn Hoa hai quần nè. Chốt có thử Nguyễn Hoa ở đâu luôn nha. Nguyễn Trinh quận 10 hai quần nè.
Mấy chị đợi một chút nha. Em ghi của ai à? Nhưng mà Thảo Nguyên nó ghi chưa kịp nè. Nguyễn Trinh quận 10 hai quần nè. Nguyễn Trinh quận 10 hai quần. Quần này thì em nói chị bao nhiêu ký cũng vừa hết chị. Nó ôm ít hay ôm nhiều thôi mà độ dẻo nó cỡ đá luôn á chị. Ha. À, Lê Trúc hai quần nè. Để lấy cái đen cái kia cho em chứ. Chừng nào hết màu. Lê Trúc hai quần. Có thứ hai con Lê Trúc hai quần nè. Hai quần 100.000 của Lê Trúc. À, Nguyễn Hoa là chị mua cái này. Dạ đầm trắng là đi rồi chị Hoa ơi. Hai quần của Hoa hồng trắng nè. Hai quần của Hoa hồng trắng. Hai quần của Hoa hồng trắng. Hoa hồng cái dính nè, chịu trắng đỡ khỏi cái dáng hay con. Hoa hồng trắng, hoa hồng cái dính trắng. Quần đó có túi không em? 95kg được nha chị. Em nói mấy chị là chủ yếu là phải mặc ôm. Quần này mấy chị phải mặc nít vô. Nè coi cái ghen của nó, coi cái quần nịt bụng của nó nè. Đã lắm mấy chị. Cỡ nào nó cũng ra hết mà lần đầu tiên mà em lựa được cái bông quần như thế này luôn á. Chủ yếu là phải nịt cái bụng mấy chị lại nha. 95kg cũng vừa. Ôi lộn nè. Bỏ vô ghi chưa? Chốt lẹ đi chứ số lượng này nó không có nhiều đâu nha mấy chị. Thiệt, hai quần 100.000, một quần là 60.000. Còn có vài cái thôi á mấy chị. Còn khăn này là 90.000 nè mấy chị, ba cái. Một cái khăn tắm màu đen với lại màu hồng nha, không có da nha chị. Mà em coi thử còn đen không nè. Chứ hàng hết rồi. Hàng hết sạch hết sẻ luôn mấy chị. Hàng không còn gì để mất luôn á. Còn da không đây? Hết rồi, bây giờ còn hồng ruốc không à chị ơi? Giờ còn hồng ruốc không à? Lấy đúng nửa hũ. Đưa cho ăn hũ luôn rồi, không lấy hả? Đưa cho nửa hũ. Ừ, vậy thôi lấy nửa hũ thôi. Khăn nha. Hai quần giờ chị còn màu này không mà chị lấy được không? Đặng Hồng Hạnh hai hộp 100.000 nè. Chị Thảo ơi, em còn có 3 hộp rồi nha. Hết rồi chị Thảo. Còn 3 hộp lấy giúp em đi, còn ai mua nữa thì đợi em 1-2 ngày. Ai mua nữa thì đợi 1-2 ngày nha. Có áo vú mặc áo dây chống tuột size nhiêu Lê Trúc. Chủ yếu chốt cái size thôi, chị chốt áo cho. Chị Thảo ơi, còn 3 hộp nè chị Thảo. Dạ. Chị Trang Đài ơi, chị nhắn tin cho em đi nha. Nhắn tin cho em đợi em 1 ngày. Đợi em 1-2 ngày. Lấy một cái của chị Thanh Thảo nè. Vậy còn hai cái này chị Trang Đài lấy giùm em được không? Hết đen rồi. Được không chị? Còn không mà đợi. Chứ hết rồi. Cái khăn nó 90.000 nhưng mà có 3 màu nha. Nhưng mà mấy chị lấy màu này là nó sạch với lại màu hồng ruốc nè. Nó sạch, mày đi về cho thằng Tiễn mà đợi kìa. Đó khăn nè. 38 lấy mấy cái chị ơi, chị Lê Trúc. Em chị Thảo lấy một cái. Có bịch ô mai, thứ hai bịch ha. Nè, tăng 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 nè. Gia ri nè. Còn thiếu gì nữa? Út táo hả? Đào nữa, táo đào. Đào không? Đào táo. Biết rồi, đào táo biết mẹ nha. Lấy hai cái 38. Dạ ok. Hai cái 38. Thảo Nguyên ở trên phòng ông nội. Ngay chỗ sau lưng, ngay chỗ cái kính là bữa bỏ áo vú á. Con lấy hai cái bịch ba size 38, con lấy hai cái hai màu xuống cho chị Lê Trúc. Chống tuột nha con. Chống tuột. Nè, bố nay nhớ tôi đi về. Chấm đục là có dây. Chấm đục có dây. Thân Thảo đây là mấy cái mà để ghi là size 38 đó con. Có ghi bên ngoài, cái này là ngoài quảng ngoại rồi. Đúng rồi, 60.000. 50. Ừ thôi ghi vậy cũng được. Nó ghi cho chị Thảo có 50 làm như nó bà con hả chị Thảo. Nó từ lớp luôn. 300. 2 gram. Đi đi tính sao. Đi đi tính sao. Ôi nè. Em nói thiệt á chứ giờ mà rảnh là em làm cái da heo này cho mấy chị á. Em làm da heo sấy mà có tẩm gia vị ngon cực kỳ. Em nói chuyện ngon lắm. Ha. Ngon bạc cố ngậu. Không. Hôm nào bảo Nam phần cho ông mấy cái cho em. Ngon. Ngon ghê. Nhá. Nghe thấy không? Nghe.
Ừ, hai màu là được rồi con. À, em sẽ cho mấy chị một mẫu nha. Một mẫu bị mắt không lông. Áo chống chuột chị Trang Nguyễn phải mặc size 44 nè. Chị phải mặc size 44, áo này giờ tháo dây ra. Êm lắm, mặc thay áo ngực bình thường cũng được nữa. Chị có áo ngực bình thường nha Trúc. Chứ bà chị kêu bà đặt hai cái. Bởi vì bà mặc êm quá. Với lại cái dây này nó tròn ra sau lưng nó thoải mái. Bà quất 10 cái. Áo ngực bình thường 150, áo ngực chống chuột 160. Hai cái của Lê Trúc là còn 320. Lên riêng tiếp nha. Bà nội cha con này nó sai tay em, nó chết mẹ nó với em rồi. Cái áo thun trắng thôi mà chế thành anh Bùi. Em suy nghĩ thử có áo thun trắng không. Em mà chị là cùng gu với em á. Con này eo 78 đến 82 nè. Con này con bé gì đó anh lấy đi. Ống này ống nè. Ống này ống. Nhưng mà cái này nó rách nhiều lắm. Con này rách nhiều lắm nha. Con này rách ti tua chà beo luôn á. Con này rách quá trời rách luôn. Nhưng mà em nói thiệt với mấy chị, em mê mấy mẫu này lắm. Mê lắm. Con này là quần sơn nè. Con này eo 85 đến 90 nè. Con này eo 85 đến 90 quần sơn nè. Mấy cái này mà em chỉ cần mặc lên mẫu là mấy chị sẽ chọn. Nhưng mà mặc ra cửa vô đâu chim quá mấy chị. Thiệt. Đâu chim quá trời luôn. Bà nội cha đó em tức cái kiểu xòi không biết nó có về cho em không nữa. Không biết kiểu xòi nó có về cho em không nữa. Có thằng chồng áo trắng mà mẹ cha nó tay nhỏ mới ác nhơn chứ. Mà vải đẹp quá trời luôn. 150 hàng là mấy chị. Vải đẹp bà nậu cha luôn nè. Lên áo này Thảo Nguyễn mê liền. Đây nè. Đẹp không con? Rồi thấy chưa? Thật không? Không phải. Nè mấy chị dưới 80-82kg nha. Trời ơi em nói chị họ hàng Quảng Châu. Hàng Thái hàng Quảng Châu về đẹp lắm. Chốt giùm em áo chó. Áo con chó. Áo con chó vải đẹp cực kỳ. Cái kiểu xòi ngon ha. Dạ. Kiểu xòi ngon dễ sợ mà sáng nay không còn mấy chị coi nè. Ồ, nói thiệt lòng luôn á. Cái kiểu xòi là cái kiểu dẻo á mà nó ngon cực kỳ. Mà sáng nay không còn. Hồi nãy Út có lấy bịch kiểu này về nè. Ăn thử ngon không? Đâu mất mẹ rồi. Để vô nhà con trộm vô. Để vô nhà con trộm vô. Đây. Con này là con Scooby-Doo nè đó. Dưới 80kg nha, đẹp không mấy chị? 50kg đến 80kg mặc là say mê luôn. 50 đến 80kg, con này con gấu trà sữa nè. 150. Gấu trà sữa có 2 con. Đấy, chó có 2 con. Chó có 3 con. Burberry có 1 con. Ai chốt con Burberry rồi chốt cho em nha. 150 nha. Con này thì vải tuyệt vời rồi, chị Thanh ơi. Này vải tuyệt vời rồi. Nha, con này dưới 88kg, 90kg cũng vừa. Dạ bộ comment lên cái gấu trà sữa của Quỳnh Như. Quỳnh Như quận 10. Gấu trà sữa. Trời ơi cái con này nè Như. Cái con này mặc riêng đẹp lắm nè. Con Scooby-Doo nè. Đây. Trời ơi vải đẹp lắm. Con Scooby-Doo có một con nè. Cái con chữ BB sau cùng cũng đẹp. 150. Coi ghi cẩn thận nha. Áo trắng ghi cẩn thận cái bịch. Quỳnh Như quận 10 rồi, mấy cái kia nốt chưa? Chị Hoa rồi nốt chưa? Rồi. Chị Hoa là tối qua gửi bill rồi đó chị Hoa. À, rồi có ai chốt? Chị hai cái chị hai cái gì? Chị hai cái lấy cái váy đen chế dạng hôm qua chưa ạ? Lấy cái váy đen nào? Cái nào Huyền? Lấy cái gì vậy? Ngọc buồn chị lấy hai gấu trà sữa nha. Hai gấu trà sữa hả? Con đủ không vậy? Chị má ơi. Chị ơi hai gấu trà sữa không đủ rồi. Giờ có một cái trà sữa, một cái Scooby-Doo. Còn nếu mà lấy hai cái thì chị lấy hai cái chó này đi. Đây Quỳnh Như con Quỳnh nha. Nè chị lấy hai cái này đi chị. Đó nè, con đây là con xá xị nè. Nè chị, đúng cái mặt mẹ xá xị luôn nè đó. Chị lấy hai con này đi. À nãy giờ tính tiền lu bu không xem được gì á buồn. Cũng được em nè, hai con xá xị 300 của Ngọc Bùi. Đừng ghi, để chị Bi ghi bịch vàng luôn. Ngọc Bùi mở ngoặc Bắc Út.
lấy gấu trà sữa của Thanh Ngân Bùi. Xong rồi nè, con ghi cẩn thận nha, Thanh Ngân Bùi 150. Thôi để chị Bi ghi luôn ơi, con đừng ghi đó nguy hiểm lắm, mất cái áo 150.000 nữa đó. Em giờ em chỉ còn ba con áo trắng mà vải đẹp lắm ha, một con chó, một con chữ B vải đẹp lắm nha, một con chữ Burberry vải rất là đẹp ha, rồi một con Scooby-Doo hoặc là chốt giùm em màu xanh ngọc. Trời ơi, nó làm cái hình đẹp lắm mấy chị, con Scooby-Doo nha, bán từ từ rồi đây, bán tới mùa quýt năm sau cũng hết à. Xếp lại, trong quá trình xếp ai đổi ý đặt 60kg mày mặc hơi bị đẹp luôn á, hình hiền mày mặc mấy cái mẫu này là hơi bị say sẩm luôn á, hơi bị đẹp nha. Trời ơi, ai muốn mua mà mua mền thì báo em nha. Em nói thiệt á, cái mền này đắp sướng lắm, cái mền này đắp sướng tổ cha tổ mẹ luôn. Hôm nay sẽ cho mấy chị một set gì ha, để em coi em sẽ cho mấy chị một set gì. Đẹp không hình này? Trời ơi, hơi bị đẹp, 150 mà hơi bị xuất sắc luôn. Bán cơm kiếm tiền mua quần áo bà Yên không thấy gì hết. Là bán cơm hả chị? Từ từ sẽ thấy thôi. Em có mẻ đây nè, từ từ sẽ thấy thôi nha chị. Đây, ai chốt áo trắng nè, chốt đi, em bán xả cho mấy chị nè. Vải nè, mấy chị coi vải nè, bán 100.000 nha, cục này bán 100.000, 150 bán 100, con này dưới 90kg cũng vừa, chốt giùm em trắng chữ đỏ. Vải kinh khủng lắm mấy chị, em nói mấy chị là vải kinh khủng lắm nha. Nè, hút mấy cái con này về coi chất vải nè. Lựa chị cái đẹp đẹp đi, lựa cho cái đẹp đi. Nè chị, xanh đọt chuối chốt. Nè chị lựa đi chị Ngọc, lựa đi xanh đọt chuối nè. Nè, xanh đọt chuối chị chọn đi chị, mấy mẫu này đẹp lắm. Nè, mã hồng nè, mở hết cho coi luôn. Áo hồng, trời ơi chưa ra màu luôn. Áo hồng của Quỳnh Như 100.000 nè, áo hồng Trình Ngư 100.000. Rồi cái này của Thanh Ngân Bùi nè, Thanh Ngân Bùi xanh đọt chuối nè Bi. Từ từ đấy sau đó, Thanh Ngân Bùi trước mặt em mà, Thanh Ngân Bùi xanh đột chuối nè. Em mở hết cho mấy chị coi. Xanh đột chuối này mặc rinh đẹp lắm nha. Nè, xanh ngọc nè đẹp chưa? Xanh ngọc chữ đỏ đẹp chưa? Xuất sắc. Ừ, đây nè, nẹp ta. Có con trắng độc quần áo đáo nè Quỳnh Như, con trắng chữ độc không? Trời ơi, giờ chẳng lẽ tôi giấu lại tôi mặc cho. Ôi, giấu lại mặt nha. Ý Yên chốt con trắng, Ý Yên chốt con trắng, nhưng mà nó còn hai con trắng giống vậy. Chốt con trắng mà còn hai con trắng giống vậy là trời, nó đẹp quá mấy chị. Nè, con hồng cũng còn hai con nè, cái chữ Điên Thảo Nguyên nó thích lắm nè. Đó, đó mấy chị, nè con trắng nè, mở cho coi con trắng nha, giấu một con rồi nè. Nè, ai chốt một cặp thì chốt thôi nha. Trắng Tamily, trắng Tamily dưới 80kg. Không thích, không có thích đâu. Đặt cái tên gì dễ thương hết trời, cắt heo. Một trắng của Hương Ngô. Chế Hương Ngô mua đồ em lần đầu hả chế? Chế Hương ơi, bên nhà em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Chế ok không nha? Không ok thì báo em xả nha. Hàng chính quy mua em sẽ cho đội trả, hàng xe mua em không cho đội trả. Chị bao nhiêu ký chốt lên cho em rõ ràng để em biết em có bán được cho chị hay không. 400 đấy. Cái con màu đẹp mà không ai lấy nè, đợi tới khi tôi để dành tôi mặc cái mấy chị, rồi mấy chị lên hỏi nha, là tôi quánh chạy không kịp luôn nha, tôi quánh chạy không kịp luôn. Quánh thiệt đó mấy chị, chứ không phải quánh giỡn đâu. Gửi giùm em sớm, dạ tối nay gửi bill chị liền. Ghi số 1 vô bill Thanh Ngân Bùi đi. Em trong gian bông trước cửa nhà em. Rồi à, để em quan sẻ gì cho mấy chị. Em sẻ cho mấy chị một cái bộ này, một cái bộ, một cái bộ. Em sẻ cho mấy chị một cái bộ ghê gớm lắm. Nè Thảo Nguyên, đó là ok, 65kg chị mua rồi. Dạ em báo chị, một cái xanh ngọc 78kg của chế Phát Heo.
phát heo ơi, mua hàng bên em chưa phát heo, 100.000 con phát heo nè. Thảo Nguyên đứng dậy lấy cái tiết cho chú xả đi. Yeah. Đó, cái tiết viền trắng đó, đúng rồi, bước vô, bước lên cái chồng gói tiếp giùm mình luôn. Dạ ok, khẽ sọt riêng đi, sọt riêng đi. Dạ chị gì quá này, chị Bạch Yến có thử biêu, chị Bạch Yến mau bỏ đi thôi, chút nữa Út làm luôn cho. Bạch à, Bạch à, Bạch à, Bạch, Bạch cô bé mộng mơ còn biêu kìa. Quăng hết ra. Quăng hết. Trắng của bông sen nè. Bông sen 78 kg. Nè bông sen lấy cái con trắng này nè. Con trắng này vải giãn nè. Nè chốt cho chị bông sen anh. Đợi đợi lên cho. Bông sen một cái trắng nè. Bông sen mua hàng bên Yên chưa bông sen ơi? Hình như mua rồi hay sao? Bông sen nè. Bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha chế nha. Cao Liên Ngân Ngọc Ngân nhỏ. Để từ từ chốt cái bill chị về Bạch Yến. Em chốt bill lại em xử lý cái nhà em. Y bạc xùi lây. May lại mẫu này. May lại mẫu này. Chút nữa báo số không đưa hết rồi chưa? Mua hai lần rồi. Dạ ok. À chế mới mua bộ vest đúng không? Chế mới mua bộ vest bên em đúng không? Đúng không chế? Mua hai lần rồi, một kẹo con ong và một kẹo cherry chị ơi. Đây ôi xẻ bộ này chuẩn bị hốt rồi nha, một kẹo con ong và một kẹo cherry. Một kẹo con ong 90.000 cho thi vỏ nè. Trời ơi cái kẹo dẻo này ngon lắm nha, với một kẹo trái cherry. Là cô bé hay mộng mơ. Trời má ơi, cherry đừng nói hết rồi nha. Đây, kẹo cherry 50.000. Thi vỏ 50.000 với lại 90.000 của thi vỏ. Có con áo cà phê sữa nè mấy chị. Có con áo cà phê sữa gấu nè, đẹp không? Rồi, dưới 85 kg bán cho mấy chị với giá 100.000 luôn cà phê sữa. Cà phê sữa, cà phê sữa nha. Còn cái mẫu gì này siêu lẻ luôn nè. Cà phê sữa còn một con nha mấy chị nha. Chị Phát Heo ơi, cho em xin địa chỉ nha. Chị Phát Heo ơi, vô cho em xin địa chỉ với số điện thoại nha chị. Để em coi dưới đây còn gì rồi. Cái gì chấm này em xộn lụng dụng nè. À, trời ơi có một bao áo liên dệt nè, kể cho mấy chị vài chục cho hết cho rồi. Có một bộ sơ mi nè mấy chị, để xem mẫu nào ưng không nữa nha. Không chị vô cho đi rồi rồi ra chốt chị, chứ mấy chị chốt rồi không có địa chỉ số điện thoại mấy chị sẽ mệt lắm. Bên hàng em bán ít lắm mấy chị, ít lắm, ngày dài bill vậy đi chơi cho vui vậy á, cho nên bán bill nào chắc bill đó. Ví dụ có khách nào là quen khách đó mấy chị ha. Nè xả bộ này nè, xả bộ này chắc con Quỷ Quỳnh Như nó thích nè.
Đây nội cái chân váy không mấy chị cũng đủ tiền nữa. Chân váy quần này nha. Dạ inbox cho em liền nha, chế không mất công em xả bill nữa. Ha. À, Yên có đi chợ mua cho ý cái túi đeo bụng với. À, có túi đeo chéo được không? Để em lấy túi đeo bụng cho chị cho. Em mới về một thùng hàng túi. Dạ ok, cảm ơn chị Phát. Đây nè. Xinh lắm mấy chị. Xả bộ này cho mấy chị 150 nha. 240 xả 150 vải co giãn nha mấy chị nha. Hơi bị xinh luôn. Nội mà cái chân váy quần không mấy chị cũng đủ tiền nữa ha. Nội cái chân váy quần không mấy chị cũng đủ tiền nữa nha. Rồi chốt lên giúp giùm em. Chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Chốt lên giúp giùm em. Bỏ trong xếp lại, bỏ bịch bóng gương đi. Rồi chốt xếp cho em nha mấy chị nha. Xếp co giãn dữ dằn lắm. Nè Thi, một hộp kẹo 50 ngàn, 3 màu. Đó, chị nào lấy cái nào lấy nha. Cái này mà tết để bàn cũng dễ thương mấy chị ha. Cái này tết để bàn cũng dễ thương nữa. Rồi chị nào chốt mã này thì chốt cho em với. Chị nào chốt mã này chốt cho em với nha mấy chị nha. Chốt cho em với. Còn chị nào mua mền thì báo em lên mẫu cho mấy chị ha. Chị nào mua mền. Bộ đỏ đằng sau là cái bộ ở trên lầu nhiều màu ấy. Bộ này còn đủ màu nè. Bộ này còn đủ màu. Ha. Bộ này còn đủ màu luôn. Đây đủ màu. Bộ này còn đủ màu, bộ này 160 á mấy chị. Đủ màu. Đủ tay. Đủ bộ. Nha. Thấy không chị? Rồi ơi, coi áo cà phê sữa nè. Cho chị đang không mặc bộ đỏ. Bộ đỏ đó Bi biết có bị chỗ phòng ông nội phía tay phải chỗ chị ngồi like lấy size XL cho Đặng Hồng Hạnh. 160. Gì nữa ta? Cái đen là cái gì ha? Ờ đen là cái quần đó gái. Đen là cái quần của người ta trả đó. Tối 8 giờ rưỡi em có like nha chị Phát Heo. Phát Heo ơi. Nè. Cái đầm này size 90 đến 100kg nha. Đầm này size 90 đến 100kg. Đẹp không mấy chị? Rồi còn một cái 280 xả mấy chị 120. 120 đầm nút bi. Chị nào chốt nút bi chốt lên giúp giùm em nút bi nha. Chốt giúp giùm em nút bi mấy chị. Nè còn mấy đôi dép thằng bơm nè. Sếp chế xe quá quay ra đằng sau em xem với. À đầm 120 của Bích Thủy nè con. Cô Bích Thủy 120 nè gái. Trời ơi nói thiệt á, cái xếp mặc lên đẹp bà cố luôn. Mỗi tội bị mắc phong long. Chưa bao giờ hàng xe mà không ai đặt nha. Thiệt luôn á. Chưa bao giờ. Nè xả díp hàng bơm cho mấy chị nè. Xả díp hàng bơm cho mấy chị. Đôi này 41 nè. À đôi này 37 chứ. Đôi này 37 mấy chị. Đôi này đá xéo 37 nha. Đôi này đá xéo 37. Lấy xếp đen kèm số ký lên Nguyễn Lâm Hoàng Anh ơi. Nha chị. À, đôi này 37 nè. Xếp đen kèm số ký lấy XL mặc thử chưa mặc nữa. Dễ thương lắm bà Hiền. Nguyễn Hiền Đà Nẵng XL. Review mới em. 56. Bà Tiến để trên bàn luôn hả chị. Dạ 60kg. Nè Nguyễn Hiền Đà Nẵng nè con. 150 ngàn Nguyễn Huyền Đà Nẵng. Nguyễn Lâm Hoàng Anh à, hồi trưa chị có nhắn tin cho em á con. Bên em không có cho kiểm tra hàng, chứ bán hàng đàng hoàng lắm nha chế. Không cho kiểm tra hàng ha. Mấy chế ok thì mấy chế cứ đặt giúp em. Còn mấy chế chưa tin em thì mấy chế cứ theo dõi. Và theo dõi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5, 7 tháng gì cũng được. Em còn sống là em còn bán like. Con này size 37 nè. Xả 150. À xả 101. 150 150 xả 101 nha. À, phát thảo em một mét 6 nặng 78kg có sai. Em mới xảy XL chị còn tới 3XL. XL là dưới 80kg đó cưng. Nhớ là bên chị em không có cho kiểm tra bio nha Phát Heo. Tới đâu rồi con? Trời ơi thì có cái bịch đó thì con chỉ còn ghi cái bịch đó thôi. Không nguyên.
Nhanh lên con, một nùi người kìa kìa, con đang đi biêu ai ạ? Nguyễn Huyền Đà Nẵng nè. Trời ơi, nó ghi nãy giờ đó. Nguyễn Huyền Đà Nẵng, con Nguyễn Huyền Đà Nẵng. Rồi Nguyễn Lâm Hoàng Anh nè, bi review mới, bi từ từ sang rồi bi ơi. Bi Nguyễn Lâm Hoàng Anh đi. Bỏ vô luôn nè. Nè Nguyễn Lâm Hoàng Anh bỏ vô luôn nè, xin địa chỉ số điện thoại chứ. Nè bi Thảo Nguyên đi phát heo nè. Kiếm cái bill phát heo bỏ vô. Phát heo 150.000 nè. Ok em tin chứ, em mua mòn răng luôn rồi. Mua mấy năm trời không tin tính gì mẹ. Thuy Võ lấy 5 bình kẹo của Thuy Võ nè. Đủ màu nha. 3, 4, 5 kiếm đen hủ màu hồng. Rồi 5 bình kẹo của Thuy Võ nè con. 5 bình 5 năm 250 của Thuy Võ. 5 bình kẹo của Thuy Võ. Bộ em mặc hết rồi Trần Mai Quỳnh, hết lâu rồi. Đường theo dõi em theo dõi 1 tháng 3 view 6 triệu, đó là ít á. Ok lấy set, còn dép kẹp nào 39 không? Cho em xem set của chị Hương Lưu. Đôi đó bao nhiêu? Xả 101 quá, đợi, đợi từ từ em lên. Đôi 37, xả 101 quá, cái này hàng bom về nha. Đôi này cũng vậy nè mấy chị. Nhưng mà đôi này size lớn à. Đôi này size lớn. Đôi này size 40 nè mấy chị. Đôi này size 40. À, chị xếp đỏ xong. Còn màu nào nữa xem với Tú Nguyễn. Đợi chị 5 phút nghe Tú được không? Đừng ghi tên lên chai, đừng ghi tên lên chai để về sách mà. Bộ gương mặt bán năm ngói rồi đó. Chị Trang riêng mà bả con biết nữa kìa. Đôi này chốt giùm em cà phê sữa size 40 nha. Cà phê sữa đá 150 xả 101. Hàng bơm. Đôi này cũng ừ. Em có hai đôi 40 nè. Em có hai đôi 40 nè, đôi đá ngang. Đôi đá ngang size nhiêu đây? Đôi đá ngang size 39 nè, chờ chị một chút xíu. Đôi đá ngang size 39 nè. Bán luôn 101 luôn đá ngang. Đồ mới lên không, để em đưa cái đôi ra chờ em chút xíu chị. Cái đôi này là size 40 nè, nhưng mà em nói rất là rõ nha, là đôi này chân chị nào mỏng mỏng thôi. Đá ngang của Hoa Ngờ. Chị Hoa Ngờ ơi, sao gọi điện chị không được, cái bill 100 mấy ngàn. Bên giao hàng nhanh chưa giao chị được á. Đá ngang 39 101 của Hoa Ngờ nè. Gọi cái số của chị từ ngày hồi sáng tới bây giờ đều thuê bao hết. Bây giờ chỉ còn hàng chính quy thôi ho. Tú Nguyễn lấy đôi này nè. Đôi này là đá 3 dây nè. Đá 3 dây 40 nhưng mà 39 em mang được rồi. Đôi này là chân chị nào đừng có dày thịt quá nha. Đá ngang 3 dây. Đá ngang 3 dây hàng bơm xả 101 đó. Còn nhiêu đó. Số chị. Để chút nữa là em báo lại giao hàng. Tại vì bữa nay bên giao hàng nhanh đó chị. Cho nên trên bill chỉ còn thấy trên bill mà có cái shop quần áo big size là mấy chị nhận giùm em. Nó không có còn ghi trong cái bill giống như mấy bữa nữa mà giao hàng nhanh nó làm đàng hoàng lắm mấy chị. Đó. Lấy đá ngang của Tú Nguyễn nè. Nè sao lấy cái bịch khác đi chị Tú Nguyễn đi. Xé cái bịch này ra để hai cục giấy. Đá ngang khách lấy rồi. Đá kem 40 của Tường Vi Khoa nè. Alo tao thục, tao thục nãy giờ luôn. Để cho chị gì đó coi lại nha. Đá ngang của chị Văn Võ, coi nốt cái bill Văn Võ này ở tỉnh nào nha. Mình có hai Văn Võ đó. Mấy chị thông cảm đi, em làm mà không có phải làm công nghiệp. Em làm giống như là khách nào mua thì em sẽ biết khách đó. Chứ em không có làm kiểu như hèn chi. Chị hỏi bưu điện, nó nói không có hèn ý. Bưu điện gì mà có bill. Đôi là nhiêu chị? 101 xả. Đôi của Thảo Nguyên cũng 101 xả. Rồi đôi này của Văn Võ nè, coi thử Văn Võ nào nè. 40 của Văn Võ nè. Coi không phải Văn Võ, Văn Võ này Văn Võ mới á nha. Giao bill gì mà 18 ngày, cái bill chị Hồng Thị Hình Phúc ở 1 tháng trời. Trời ơi em không có tiền lấy hàng luôn mấy chị. Đôi 37 nè, đá xéo đá 37 của Thảo Lê nè. Nè 37 của Thảo Lê nè. Kiếm cái giấy gì chèn vô đây nha con, có cái giấy nào không? Chèn vô đây khỏi gãy cái con giấy của chết. Dạ mấy chị nó nói thì có lâu quá không mua gì hay có gì hay giới thiệu em với sao lúc này em nhắn tin là hai ngày có rồi sao lúc nào tùy chỗ mà chị em không có tiền luôn á em không lấy 39 giờ xả cái Văn Võ lại đi xả cái Văn Võ 40 mà chị 40 phải không
Cái đôi đá xéo của chị 40 mà. Đôi này của chị 40 nè. Đôi này của chị 40 nha. Chứ không phải 39 đâu nha chị. 40 chị, vậy có lấy không? Vậy có lấy không? Ok Huyền, nhắn tin đi, nhắn tin vô tin nhắn là giờ bắt đầu bill đây, là gửi Đà Nẵng cho em mà ghi lại. À, đá kem 40 của Tường Vi Kho có chưa vậy? Chưa. Tường Vi Kho đá kem 40 chưa? Chưa. Ủa thiệt hả? Ừ. Tường Vi Kho đá kem là kiếm gì nhét vô? Đá kem 40 của Tường Vi Kho nè. Rồi cái size 37 là của Thảo Lê nè. Giờ băng bỏ xẻ nè. Băng bỏ xẻ đưa đây. Rồi cái này. Rồi, nó ghi cái gì à? Cái này của Thảo Lê nè Bi ơi. Từ từ bán mấy chị. Rồi, đợi tí xíu. Không vậy em xả chị nha. Em xả chị. Bi ơi, cái bao hồi nãy lên lấy cho chị bạn Hồng Hạnh nè. Em đưa xuống đây nha. Rồi để chị lên đồ cho Tú Nguyễn cho. Xong chưa Thảo Nguyên? Lấy cho chị cái bộ sọc beo nâu rồi. Đúng rồi. Là không, lấy một cái bộ trên nữa. Rồi đây này. Rồi hai bộ này là Tú ơi. Đưa xem mẫu em nhắn là mẫu nào. Bộ này nè, bộ này là chân váy quần kèm với lại áo beo, nhưng mà áo beo co giãn đẹp lắm mấy chị ha. Bộ này là 240.000. Xinh không mấy chị? Bộ này là hơi bị xinh luôn, cái form cũng đẹp, cái tay cũng đẹp. Chốt giùm em bộ beo. Chốt giùm em bộ beo tay dài nha mấy chị nha. Trời ơi đi giao hàng nó nhanh, nó đi mau lắm mấy chị. Cái bill mà ở tí ngoài Hà Nội đi có 3 ngày à. Đi 3 ngày là 3 ngày rồi ta nhận được. Em có tiền, cứ 246 em có tiền luôn. Em nói thiệt với mấy chị, bữa giờ mà em bill giao chậm mà tồn mở bưu điện 100 mấy chục triệu mà em ngủ mà em bị stress luôn á. Em không có tiền lấy hàng á mấy chị. Thật lòng luôn. Vậy bữa sau em gửi cho chị Hoa Ngờ bưu điện nha. Chị Hoa Ngờ thích bưu điện, quen bưu điện đúng không? Là từ đây về sau là em gửi bưu điện. Với lại chút nữa chị nhắn tin vô cái bill, cái nick của chị bé An á, là chị nhắn số điện thoại mới của chị đi ha. Bữa sau em gửi bill chị Hoa Ngờ là bưu điện, để cho chị quen chị dễ lấy. Nè bộ beo này 160 nè Tú Nguyễn. Dễ thương lắm em. Dễ thương cực kỳ ha. Nhưng mà vải co giãn đẹp lắm em Tú. Đây, thấy vải co giãn không? Hơi bị đẹp luôn. Chốt giùm em là bộ beo áo đen ha. Chốt giùm em là beo quần đùi, hoặc là beo 160 cũng được. Bộ này 160 và đủ size. Cái size 60-70kg, 70-80kg, 80-90kg và 90-100kg ha mấy chị ha. Chốt hai bộ này là mặc hơi bị sướng luôn. Rồi Tú hỏi cái bộ mà ngồi sau lưng đúng không? Tú hỏi bộ sau lưng đúng không? Ok. Rồi em lên bộ sau lưng cho mấy chị nè. Em lên bộ sau lưng cho mấy chị nha. Đây bộ sau lưng nè. Ăn cái bánh kia là ngon. Bánh này ngon quá trời. Đây mấy chị, thứ nhất là bộ túi xách đỏ ha. Chốt giúp giùm em bộ đỏ. Tú ơi còn đây không Tú? Đây bộ đỏ. Bộ đỏ nha mấy chị, có túi hai bên quần theo form chữ A ha. Bộ này cũng có tổng cộng 4 size, size 100kg hết rồi. Dưới 70kg, dưới 60-70kg một size. Là size L nhà em, mấy chị lưu ý nha. Một size nữa là 70-80kg là size L. 80-90kg là size 2XXL. Đó. Bộ này là hoa văn đỏ nè. Bộ này là hoa văn đỏ nè nha mấy chị nha. Rồi bộ này là hoa à, bộ này là chốt giùm em bộ chùm lông. Má kêu chùm lông gớm mấy trời. Chùm lông đi. Dễ thương ha mấy chị ha. Chùm lông kèm quần xanh đen cũng 160 luôn. Rồi đẹp. Hơi bị đẹp luôn mấy chị. Chùm lông kèm quần xanh đen. Nó may theo một cái hình đỏ XL của Tú Nguyễn. 160, xin địa chỉ số ngồi Tú Nguyễn lại cho em. Nè 160 của chế Tú Nguyễn nè con. 160 của chế Tú Nguyễn. Chùm lông. Chị nào chốt chùm lông mình chốt giùm em nha. Mã này là mã tròn. Chùm lông XL.
chùm lông XL của chị Tú Nguyễn nè. Mã này là mã tròn kèm với quần đen mấy chị. Mã này là mã tròn dễ thương ha. Mã tròn kèm quần đen. Đó, mã tròn kèm quần đen. Cũng 160 luôn. Chị nào chốt mã tròn kèm quần đen chốt giùm em mã tròn kèm quần đen. Mã chiếc rút. Mã chiếc rút. Một bộ chùm lông và hoa văn đỏ 70 kg. Một bộ chùm lông và hoa văn đỏ 70 kg của chị Huỳnh Thi. Hai bộ nè con, ghi từ từ, ghi mỗi bộ đi con. Huỳnh Thi 160, còn không Bi ghi bill mới bỏ vô luôn Bi ơi. Chùm lông 2X của chế Văn Võ. Rồi đợi em chút xíu. Đây là bộ chiếc guốc nè. Đây là bộ chiếc guốc nè mấy chị, đẹp ha. Bộ chiếc guốc kèm quần đen. Bộ chiếc guốc kèm quần đen. Thôi Văn Võ tỉnh nào nha, nãy con bill không? Nãy con bì không? Để cái bịch đó rồi. Ở gì quên rồi, chùm lông 2X. Để em đi kiếm chùm lông 2X cho chị. Em nào là chùm lông 2X? Chị ơi để kiếm thử con chùm lông 2X cho nha. Chứ em thấy còn chiếc vuốt 2X không à. Chị ơi, chị Văn Võ ơi, cái chùm lông 2X đi. Vải không có coi dạng Lâm Đồng, ghi vô Văn Võ Lâm Đồng ơi. Chị, lên mền chưa, chưa đợi em chút xíu, Văn Võ Lâm Đồng. Chị Văn Võ ơi, cái bộ chùm lông 2X em hết rồi, chị lấy giúp giùm em bộ đôi guốc 2X được không chị? Chị Văn ơi, được không chị? Đó, bả like nãy giờ không hay, liều. Đây, chị lấy giùm em cái bộ chiếc guốc 2X được không chị Văn Võ? Được không trời, năn nỉ luôn á. Dạ rồi, cảm ơn Văn Võ 160 nè con. Văn Võ 160 nè. Huỳnh Thanh Thi một bộ chiếc vuốt 70 kg. Chiếc vuốt 70 kg của Huỳnh Thi nè. Huỳnh Thi 160 nè con. Tròn XL. Mã tròn XL của Tú Nguyễn nè. Tú Nguyễn nè con, 160 của Tú Nguyễn nè con. Còn nữa. Còn mã gì nữa ta? Còn một mã trên lầu, mã bơ siêu nữa. Mã tròn nè. Mã chùm lông nè. Mã đỏ nè. Ừ hết rồi nè. Em có một bộ 100 kg mã chùm lông nè. Em có bộ 100 kg mã chùm lông này, hàng hiếm nè. Này hàng hiếm nè nha. Này hàng hiếm ha. Rồi bộ này hàng sale nè quý vị. Thoải mái Tú ơi. Chị em mới mặc XL nè. Nè bộ này sale nè. Bộ này 240 sale 150 nè. Ai chưa chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em ha. Hơi bị dễ thương nha. Hơi bị dễ thương kèm chân váy quần nè. À nãy giờ Tú lấy quần này chưa chị Yên, còn hai cái duy nhất à. Quần gheo, quần mặc trong váy á. Nhưng mà còn có hai cái thôi. Hai cái 100 ngàn, một cái thì 60. Còn có hai cái thôi nha. Đây. Chị nào chưa lấy thì tranh thủ lấy nha. Chị nào chưa lấy thì tranh thủ lấy ha. Còn chưa lấy nữa thiếu thì ngày mai. Chứ hết sạch rồi. Tú có lấy cái này thì lấy nha. Chùm lông và đỏ XL. Na Nguyễn lấy một cái 60 ngàn của Na Nguyễn nè. Na Nguyễn Đồng Lai XL nhung trần. Lấy đỏ và chùm lên. Rồi ghi nhung trần đi em. Bị ghi view mới luôn hai cái này vô 320. Còn một hộp quý vị. Nè khăn thì một bộ 90 ngàn. Em có 3 màu nha. Hồng nè, xanh ngọc nè, màu cà phê đậm nè, màu hồng ruốc nè. Đó, 90 ngàn một bộ. Chị nào chốt thì chốt giùm em. Em có 4 bộ áo gối bán tri ân khách hàng luôn. Em bán với chị 60 ngàn 4 bộ gối bán tri ân khách hàng luôn. Nè,
Đây, 4 bộ áo gối, chỉ có 2 cái gối nằm thôi nha mấy chị nha. Chỉ có 2 cái gối nằm thôi, bán mấy chị 60.000. Bán tri ân khách hàng, tại vì em lấy về để em thay á. Đây, đây nha mấy chị, nhưng mà vải mịn lắm, vải đụng vô mới biết chất lượng nha, chứ không có nói không được, không có nói không được đâu. Mà hồng ruốc và màu hoặc cam cho nó sạch sẽ. 60.000 cái gì vậy Na ơi? Na chốt cái màu gì chốt đi nha. Trác Mỹ Dung lấy màu gì mấy chị ơi? Trác Mỹ Dung lấy màu nào? Em có 2 màu à, mà có 4 bộ à nha. Ha? Áo gối của chị Hương Ngô lấy màu nào chị Hương Ngô? Nhung Trần lấy 2 bộ hả? Từ từ nha, kéo từ trên nè. Trác Mỹ Dung nè, Trác Mỹ Dung 60.000. Lấy màu này đi nè, bi ghi là đi trên này nè, Na Nguyễn là 60.000. Đó, áo gối size nhiêu cũng biết nữa. Ờ, áo gối đợi đi mấy chị ơi, áo gối đợi nó phải chở tới cùng cái gối kia. Còn bây giờ có nhiêu đây à, chốt trước đi. Áo ơi, tối rồi mình quất tiếp đi mấy chị. Em đang đợi nó chở hàng qua nè. Còn có 1 bộ à, mất 1 bộ, Út chắc Út lấy à. Có bán đồ ráp, có bán lẻ đồ ráp không Yên? Đồ ráp đó, đồ bền ra đó, nó kèm với lại 2 cái áo gối chị. Còn cái nè, Nhung ơi tối lấy đi Nhung. Áo gối của Ho Ngờ nè, 60.000. Rồi tối lấy đi Nhung ơi, chị chụp lại nè. Nhung nè, 60.000 bộ nè, đợi em lên áo, đợi lên cái này nè. À, chị Hương Ngô nãy lấy, nãy giờ lấy Hương Ngô chưa vậy? Nãy lấy Hương Ngô áo gối chưa vậy? Hương Ngô có chưa? Chưa hả? Hương Ngô lấy vàng hả? Vậy tối nha chị Hương Ngô nha. Áo gối cam của Thi Võ nè. Đợi. Áo gối của Nhung Trần 2 bộ. Nhung Trần 2 bộ phải không? Hương Ngô vàng. Hương Ngô là cam đó. Hương Ngô là cam nè. Hương Ngô là cam nè. Thi Võ có chưa vậy? Chưa phải không? Thi Võ cam nè. Đợi em tí xíu đi mấy chị, cái hàng kho nó chở qua em, tại vì nó nghỉ. Em nói rồi, em có cái nguồn mà shop nghỉ á. Trác Mỹ Dung lấy màu nào rồi ạ? Em có cái chị kia kìa. Trác Mỹ Dung lấy một cái tím nha. Trác Mỹ Dung, Trác Mỹ Dung một bộ nữa, một bộ tím. Em có một cái chị đó là chuyên gia là ôm những cái hàng của shop nghỉ xã bán á mấy chị. Thì cái hàng này cũng vậy, cho nên khi mà trong cái bao bì á, nó ra nó hơi, nó hơi, nó hơi, nó hơi bị dơ á mấy chị, nó hơi bị bụi á, là mấy chị đừng có quan trọng cái đó. Cái quan trọng là cái ở trong ấy mấy chị. Nè, bỏ 2 bộ này lên trên lại nè Bi. À, đợi đi em lên hàng nữa cho mấy chị. Bữa nay like các em với con Bi à, cho nên từ từ làm mấy chị nha. Từ làm đừng dí em. Còn cái kẹo này là 50.000 nè. Cái này là trái gì? Cái này là trái ta, trái gì? Trái đào nè. Cái này là trái đào. Trái này là trái cherry hả? Cái này là trái cherry nè. Và còn cái gì? Trái Việt Quốc. Còn cái này là trái cherry nè, đó 50.000 bịch. Còn cái kẹo dẻo mà loại xịn sò này nè. Kẹo dẻo loại xịn sò mà có nhân ở trong á mấy chị, dẻo nè, nặng lắm. Kẹo dẻo con ong hàng nhập nè. Thì 90.000 một bịch nha mấy chị nha. 90.000 một bịch. Còn kẹo kẹo hũ á, kẹo hũ này 50.000 mấy chị mua 3 hũ 3 màu. Mấy chị trưng trên cái bàn nó đẹp lắm. Áo gối 5 tới 7 phân không em? Em không biết nữa thiệt chị, em không biết thiệt lòng. Đẩy cái đây đây cho Út cái vậy. À đưa ấy vô đi. Rồi đẩy. Đưa ra vô đi, ra 300 vô. Rồi ơi má ơi, có kiểu xoài nè con. Hốt vô đem, hốt vô đem về nhà ăn luôn. Hốt rồi đi. Hốt về đi. Hốt vô đây con. Đưa hết áo gối cho. Gối này mét máy. Sau. Cái bộ này á mấy chị, cái bộ ra này, chị Bạch Yến mua một bộ đi. Em nói thiệt 780 là nói thiệt đó, còn chị nào có tiền thì hút cái bộ 500. Bộ 500 thì em nói 10 người, 10 người đụng vô một chục người khói. Nói thiệt lòng. Bộ đây là 1m6 nè.
Bộ này là 1m6 300 nè. Ha. Bộ này 1m6 300. Chút nữa nó chở cái thùng viết gì luôn, nãy chở không hết mấy chị. Bộ này là 300 nè, kèm ra. Kèm với lại áo gối nè mấy chị. Ha. Đây. Bộ này 300. Ấy là chị muốn lấy cái gì? Bộ này 300 nè mấy chị. Đẹp quá trời. Thật sự là đẹp. Bộ này 1m6 chốt giùm em hoa đỏ nha. Hoa đỏ 1m6. Giờ rảnh nè. Còn ai muốn coi mền, báo. Mền êm lắm. Mền nói thiệt á, giờ chỉ có chọn màu thôi. Còn về mấy chị xẻ cái mền ra rồi mấy chị nhắn tin cho em. Nha. Mấy chị về xẻ cái mền ra rồi mấy chị nhắn tin cho em coi thử là 250 có đáng cái đồng tiền bát gạo không? Ừ, về thử đi. Coi thử có đáng cái đồng tiền của mình bỏ ra không mấy chị? Em nói thiệt lòng mà. Mấy xấu nè. À, lấy bộ 300 mét 6 hả chị Hoa Ngờ? Xả áo gối của chị Hoa Ngờ ra đi. Lấy bộ 300 mét 6 này hả chị? Xả 60 ngàn cái này 300 của chị Hoa Ngờ ra đây. Rồi. Hồi nãy ai? Thi Võ lấy cái này phải không Thi Võ? Thi Võ lấy cam nè. 60 ngàn của Thi Võ nè. Gạch cái chữ Hoa Ngờ đi. Có quần Việt Nam xuất khẩu. Trời ơi, rinh phải không? Rinh phải không? Một nùi luôn Tú. Một nùi luôn Tú ơi. Có cái quần thông rách nè. Có cái quần thông rách nè. Nè để em nốt vô đây cho chị dịu nhàng nè. Dịu nhàng. Cam. Nè có cái quần thông rách size 76-77. Dưới 76-77 ký nè em. Trời ơi đẹp không? Việt Nam xuất khẩu 208. Không chê vào đâu được. Một khi quần Việt Nam xuất khẩu mà mấy chị mặc á hả? Không có gói mét 4 thô hô. Có mét 6 với mét 8 là chết. Có 1m6 với 1m8 thôi nha. Gối có ra 1m mấy rồi chị à. Nè em có bộ này đẹp lắm nè. Em thích cái bộ này lắm. Em thích cái bộ, bộ này mét 6 nè. Bộ này em thích cái bộ này nè mấy chị. Nè. Mét 6 mà đẹp không? Mét 6 mà đẹp xuất sắc luôn luôn mấy chị. Trời ơi. Em đi chơi tuyền. Ngang mắt cá không dài quá. À, em thích à, ngang mắt cá. Dễ ồm gì đâu. Giờ săn lên hai like màu đã đẹp quá trời. Em thích mặt rách nè. Mét 6 là đẹp không quý vị? Chốt giùm em là mã cô gái. Chốt giùm em mét 6 mã cô gái là 300. Đẹp lắm chị ha. Rồi rồi. Nguyễn Huyền ơi có ở trên like không Nguyễn Huyền? Nguyễn Huyền ơi có trên like không? Bộ này đẹp quá. Bỏ vô cái bịch này đây à. Đẹp quá trời. Em muốn lấy coi mẫu rách không chị, cho em coi mẫu rách. Nguyễn Thị Alin. Tối em không vô được, để cho em nha. Ừ, chị để cho em. Chị nốt lại rồi Nhung. Ga gối không có 1m6. Dạ có đây. Trời ơi má ơi con vải đẹp lắm Huyền. Con vải đẹp. Tàn canh giá lạnh nha. Đang cầm cái size lớn xuống để về mặt chụp hình nè. Đang cầm cái size lớn xuống về mặt chụp hình nè. Nhưng mà con này mặc theo form rất là đẹp. Nếu mà Huyền 75kg thì lấy ra size L con này thôi. Nếu mà 75kg lấy size con L thôi. Con này nó hơi rộng à. Con này hơi rộng mấy chị. Hơi rộng nha. Mà con này khi lên cái form đẹp lắm mọi người. Nó giống như là cánh dơ ấy. Ừ Tú đợi chị chút xíu. Em nói với mấy chị là con này form rất là đẹp ha. À, bây lên lầu phòng ông nọ phòng chị. Lấy cái đầm tối qua nè. Đầm gì cánh dơi tay gì mấy lùng ghi á. Lấy size L cho Nguyễn Huyền. Vải đẹp mê. Bỏ lại chỗ cũ đi con. Bỏ vô cái bịch bỏ lại chỗ cũ để. Để út chụp hình nè. Bộ này là ra 1m6 nè. Bộ này ra 1m6 nè.
Nguyễn Huyền Đà Nẵng nha. Nè bộ này ra 26 mấy chị lấy đi nè, bộ này sạch nè. Chị ơi bộ này đơn giản mà vải sạch lắm nè mấy chị. Đẹp không? Đẹp không? Đó, chốt giùm em bộ hình tam giác nha. Chốt giùm em bộ tam giác. Chị nào chốt bộ tam giác, chốt giùm em bộ tam giác 300 mét 6. 300 bộ tam giác 1 mét 6 nha. 300 bộ tam giác 1 mét 6. Mấy chị muốn coi mét 6 mét 8 gì mấy chị muốn mua báo lên em. Đây chỗ con ngồi luôn á bé. Lọ này 90 ngàn nè. Cho em mấy mẫu quần, quần mẫu quần tây big size đi chị. Nhiêu nhiêu ký? Bịch này 90 ngàn nè. Em lấy bịch này nè. Thôi lấy hai bịch này đi về. Con em nó mê lắm. Chị nói thiệt, em lấy kiểu con ong này về là con em nó mê. Con không, thôi lấy hai kiểu con ong đi. Lấy hai kiểu con ong đi về là con em nó mê. 90 ngàn bịch mà nó ngon lắm em. Hai bịch nè, hai bịch của Tú Nguyễn nè. Rồi lên quần riêng cho em nha. Lên quần riêng cho mọi người nha. Lên quần riêng với áo lên dệt. Mền nè mấy chị. Mền ha. Con này bị hư rồi. Con này đưa cái mền da đe ra kia đi. Con này bị để trả kho chút qua đem xuống. Mền 250 nè nha. Mền 250 mà rất là mềm, rất là êm nha. Mền 250 nè mấy chị, đẹp không? Em nói mấy chị, mềm ơi là mềm, đụng vô tay là mê liền ha. Rồi lên quần tiếp nè. Quần này eo 92. Quần này eo 92 nha. Quần này còn cỡ dưới 70kg à. Mặt phải ôm nha. Chị có bộ này sale 120 nè Tú. Chị có bộ sơ mi sale 120 kèm với quần nè. Size 70-80kg. Vải đẹp lắm. Đây kèm với quần tới ngay đầu gối nè. Bộ sơ mi này sale 120. Chị nghe Tú ơi. Làm xong rồi chụp qua cho em luôn không? Ok em ok. Ok ok ok. Rồi chị quen công an ok em. Cảm ơn. Rồi mai chị chụp hình qua cho Tú nha. Hôm đang lên quần riêng hả mấy chị? Con quần này là quần sọt nè. Con quần này khoảng cỡ 75kg. Con quần này khoảng cỡ 75kg nha. Con quần này khoảng cỡ từ 71-75kg. Quần sọt riêng. Chị nào chốt sọt riêng thì chốt lên giúp giùm em sọt riêng nha. Em có một con quần. Eo này là eo nhiêu? Eo 86. Eo này khoảng cỡ 60-62kg thôi. Eo này 60-62kg. Nhưng mà em là cái đứa mê. Mê riêng rất dày nè. Em bị khùng mà mấy chị. Con này là nó mà size lớn nó chết mẹ nó với em. Nó không sống qua nổi mùa trăng với em đâu. Em nói thiệt. Mấy con này không có sống nổi qua mùa trăng đâu.
Con này cũng eo, con này cũng dưới 70kg nè mấy chị. Con này cũng dưới 70kg ha. Ủa cái bao riêng bự đâu người ta. Đây à, quần này eo nhiêu? Quần này eo tới 94. Quần này eo 94 là tương đương khoảng cỡ dưới 75kg. Eo 94. Mấy chị thấy form quần vậy chứ mấy chị mặc vô mấy chị mê mẩn lắm. Cái form quần riêng con này không co giãn thì mặc với lại mang dưới quần thể thao là tuyệt vời. Nha, con nào mà không co giãn thì đi dưới quần thể thao là xuất sắc lắm. Đi dưới quần thể thao là mê mẩn luôn. À mấy chị ha. Quần này size nhiêu? Quần này eo 90 nè. Chị có set bộ không? Có chị. Có set bộ chị, em set bộ nhiều lắm chị. Chị Sơn Mai, hẹn chị 8 giờ rưỡi tối nay được không chị? Đây là con quần khoảng cỡ 70kg. Tới nãy giờ tôi lôi lên toàn quần size nhỏ không vậy trời. Quần nãy giờ lôi lên toàn quần size nhỏ không. Một ngày nào đó bà, bây giờ đi cái này hàng lỗi cho chị đi. Có set bộ chị nhưng mà hẹn chị phát tối nha. Tú tối nay vô like được không Tú? Đây hàng này cũng 70kg à. Má cái nào bao riêng nó nằm bên kia à. Em có con quần jean lai lọc nè à, con này còn cỡ 80kg nha mấy chị nha. Con này còn cỡ 80kg. Thôi tối gặp nhau đi. Cho xem quần tay nữ 70kg đổ lại ok. Bi ơi, cái bao quần tay 220 rút cái size L cho chị. Lỗi. Đưa cái đây lên kia luôn. Nhỏ. Nè em có quần tay 220 là chị đủ size. Dưới 70kg nè nè, cái quần này nè. Bỏ nó luôn bỏ đi. Dưới 70kg. Đây. Nè quần tay là chế ở sau lưng có lưng thun nha. Con này 220 dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Quần này 4 size nữa chị. Ha, quần tay nhà em. Quần này có 4 size, 220.000. Chốt giùm em là quần 2 nút bạc ha. Chốt giúp giùm em quần 2 nút bạc. Chị nào chốt giúp giùm em quần 2 nút bạc là chốt giúp giùm em nha. 2 nút bạc. 2 nút bạc là 2 nút bạc. 2 nút bạc là 2 nút bạc. Chị nào chốt giúp giùm em 2 nút bạc. Một ngày nào đó. Phút gì ta? Phút gì chị nám quên rồi. Phút gì quên rồi. Dạ ok chị. Sẽ đứng đâu cho mà xem. Đây nữa là bị bỏ lên đó luôn. Cái lô này nó nhỏ dữ ta. Bộ lấy không để lấy gì chưa. Rồi tối gặp lại nha mấy chị nha. Tối gặp lại.